Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần khái niệm về nghiệp. Trong phần khái niệm về nghiệp đó, thì chúng ta cũng đã học qua về cái phần định nghĩa thế nào là nghiệp và những cái tâm nào nó tạo nghiệp. Và khi nó tạo nghiệp thì nó dẫn đi đâu thì chúng ta cũng đã nắm được những cái phần đó. Và bây giờ cũng trong phần khái niệm này chúng ta sẽ học hai cái bài kinh, tiểu kinh nghiệp phân biệt và cái thứ hai là cái bài đại kinh nghiệp phân biệt. Chữ tiểu đây đó có nghĩa là nói ngắn lại, nói gọn lại, nói một cách khái quát. Còn cái chữ đại đó có nghĩa là nói một cách rộng rãi hơn, chi tiết hơn, dài hơn chút. Thì đó là chữ tiểu và chữ đại mà chúng ta thấy thường dịch trong những cái bản kinh thì nó có nghĩa là vậy. Cho nên kinh Tứ Niệm Xứ cũng có hai bài, một bài đó là Tứ Niệm Xứ và một bài là Đại Niệm Xứ. Thì hai bài đó nội dung là một, nhưng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì nói một cách tóm tắt, nói một cách tổng quát để cho chúng ta có một cái khái niệm chung. Còn cái bài kinh mà có cái chữ đại đứng đầu đó thì Đức Phật giải nghĩa nó rộng hơn, nó chi tiết hơn và nó dài hơn để cho chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn. Và thông thường như thế này, tất cả những cái bài kinh mà gọi là tiểu, nó vừa có cái bài mà tiểu nó vừa có bài đại đó, thì những cái bài kinh đó rất là quan trọng. Và những cái bài kinh này đó thì khi chúng ta học đó, hai bài đó là chưa đủ. Mà khi bắt gặp những cái cặp nó đi với nhau thì chúng ta hiểu rằng là trong cái Tam Tạng Kinh Điển đó thì những cái điều mà giảng trong những cái bài kinh này đó sẽ còn được nhắc tới trong rất là nhiều bài kinh khác. Chúng ta phải hiểu vậy, là Đức Phật không có phải là biên soạn ra để mà giảng dạy. Nhưng mà cái này đó là nó tùy cái trường hợp, tùy cái đối tượng. Thì gặp cái đối tượng nào thì Đức Phật giảng như thế. Vì vậy sau khi mình muốn hiểu cho thật là coi như là rõ ràng đó, thì mình phải cố gắng, mình đọc rất là nhiều trong những cái bài kinh, mình phải ghi chú ra, thì mình phải hệ thống rồi từ từ mình mới học hết được. Cho nên là chúng ta không phải học một bài kinh có thể hiểu hết được, mà học một bài kinh để ghi nhận những cái điểm chính hoặc là những cái điểm mà Đức Phật giảng dạy ra như vậy, rồi chú giải giảng dạy thêm, rồi sau đó là trong cái quá trình chúng ta học hỏi từng cái bài kinh đó thì chúng ta sẽ có nối kết để chúng ta hiểu nhiều hơn. Thì trong cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt này đó, như lần trước chúng ta cũng đã có tìm hiểu sơ qua rồi, đây là thắc mắc của một cái người thanh niên, thắc mắc về 7 cái điểm mà vị này bắt gặp mà không thể nào giải thích được. Cái đó là hỏi về vấn đề thọ yếu của chúng sinh. Cái thứ hai nữa, tại sao có người đó là có nhiều bệnh quá mà có người thì ít có khi bệnh. Có người đó thì cái sắc của họ đó thì nó có cái tốt, nó có cái xấu, hay nó hơn là cái sắc nó đẹp hay là nó xấu. Thì cái chữ sắc đây và chữ đẹp xấu đây đó, để là chúng ta sẽ tìm hiểu thì nó rõ hơn, chứ không phải nói vắn tắt vậy mà hiểu được. Cái thứ hai nữa, cái thứ tư nữa là cái quyền thế. Mỗi người có cái uy tín, có một cái quyền lực nó khác nhau, tại sao vậy? Và cái tài sản, có người đó thì có tài sản lớn, người có tài sản nhỏ. Người sinh ra trong cái gia đình cao quý và người đó sinh ra trong cái gia đình hạ liệt. Và cái trí tuệ thì có người đó đủ, có người là kém. Thì vị này thắc mắc như vậy. Và khi thắc mắc như vậy đó thì vị này hỏi đó, do nhân gì, do duyên gì mà nó đưa đến cái quả là có những người ưu và có người liệt. Ưu đây có nghĩa là cao quý. Cái vấn đề cao quý và thấp hèn theo như trong cái kinh điển của Đạo Phật. Chúng ta nhìn lên cái bản di pháp này thì cái
cái mà chỉ rõ cho chúng ta đó, thế nào là cao quý, thế nào là thấp hèn đó, hết sức là rõ ràng. Khi mà trong tâm của chúng ta đó, bắt đầu từ cái tám cái tâm thiện này nè, tám tâm thiện dục giới hữu nhân này, cho đến năm cái tâm thiền thiện sắc giới, bốn cái tâm thiền thiện vô sắc giới, và đạo quả đây thì nó thuộc về cao quý. Còn cái thấp hèn nó nằm trong tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Nó thấp là bởi vì đó, nó đó, nói về mặt thể chất đó, nó đứng vào cái phần mà cái phần thấp trong cái cơ địa của con người, nó đi từ cái phần mà cái vùng bụng này nó đi xuống dưới, nó thuộc về cái hạ căn, nó không nằm ở cái phần trên. Những cái pháp mà nó khởi sinh trong tâm của chúng ta đó là do cái sự tâm tối, do cái sự tâm tối nó che khuất hết. Cho nên là chúng ta đã hành xử và đã thọ dụng, mà nó hầu như là nó nằm trong cái chuyện mà ta gọi là vi phạm, là bất hợp pháp. Nó lén lút và nó làm cho đó những cái chúng sinh mà bị những cái pháp thuộc về tham sân si này nó hoành hành trong tâm của mình á, thì bao giờ nó cũng là hạ tiện hết, nó đều là thấp hèn hết. Cái việc mà người ta nói rằng là mình đẹp thì mới có nhiều người đó, người ta theo mình. Mình là một cái người nam mà có đầy cái chuẩn của một người nam thì nó mới quyến rũ được cái người nữ. Và người ta cho rằng đó là cái sự hãnh diện. Và đó là cái mà trời cho. Thì mình quyến rũ được bao nhiêu ông bướm thì cứ là quyến rũ thôi, vô tội giả không có vấn đề cả. Nhưng mà tất cả những cái sự thọ hưởng đó, nếu mà một người có cái tâm thiện khởi sanh lên thì người ta biết là nó không đúng đắn. Khi bản thân mình mà mình nhận biết đó, mình cũng nhận biết nó không đúng, mình nhận biết nó sai. Nhưng mà cái tâm mình nó che lại để nó lén lút ở bên trên, và nó hèn ở cái chỗ nó lén lút. Và tất cả những cái pháp bất thiện này đều hèn hạ hết, đều thấp kém hết. Cho nên khi nó khởi lên trong tâm chúng ta đó, thì nó đều làm những cái chuyện nhơ bẩn. Chúng ta phải nhìn ra cái điều này. Và bao giờ đó nó cũng diễn ra trong cái sự tâm tối và sai lệch của mình. Và khi mình thấy rõ, biết rõ rồi, mình không hiểu tại sao mình lại điên rồ như vậy. Cho nên khi mà những cái việc làm mà mình biết rằng nó sai rồi đó, khi mình hối hận rồi đó, mà mình nhìn thấy rõ rồi đó, mình hỏi tại sao mình làm như vậy. Lúc đó mình nghĩ cái gì, mình làm gì, lúc đó mình bị che khuất. Cho nên khi nó tâm tối, nó uế trượt thì nó phải thấp hèn. Và có người ta hèn hạ không phải vì nghèo, không phải vì dốt nát, không phải vì đói, mà người ta nó hèn hạ tại vì người ta không nhận ra được cái tất cả là những cái cơ chế làm người của chúng ta đây đó, là thân và tâm của chúng ta đó, là bị những cái pháp quý nhiễm này nó chi phối và nó điều khiển. Mình không nhận ra được cái điều đó, và mình không dừng nó lại được. Và cái mục đích trong cái kiếp người của chúng ta đó là chúng ta phải đẩy lui đó, đẩy từ đẩy lui đi đến xóa sở. Và trong khi chúng ta đẩy lui đó thì chúng ta không có cho cơ hội nó phát sanh lên. Vì cái lẽ đó đó, khi mà cái quả của chúng ta trổ sanh, quả chúng ta trổ sanh, thì chúng ta đó không có thù hằn cái nguyên nhân trực tiếp mà nó tạo nên cái sự đau khổ cho chúng ta. Là bởi vì khi mà chúng ta có cái sự thù hằn, có cái sự trách móc, có cái sự ăn miếng trả miếng, thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là chúng ta nối dài cái sự quan trái này, nối dài cái sự sai lầm của mình, nối dài cái pháp bất thiện của mình, và nối dài cái hèn hạ của mình. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra. Đó là cái điều mà chúng ta phải vượt lên trên cái ngã của mình, để mà nhận ra rằng
cái gì đang xuất hiện trong tâm của mình, chứ không phải là nói là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, tôi cảm nhận thế nọ. Chúng ta bỏ bớt cái chữ tôi đi, để chúng ta thấy những cái trạng thái tâm. Và trạng thái tâm này là trạng thái tâm uế nhiễm đưa đến sự thấp hèn, hay trạng thái tâm trong sạch, trong sáng đưa đến cái cao quý trong cái kiếp sống của chúng ta. Chúng ta cố gắng nhận ra vậy thì biết. Thành ra như lần trước sư cô cũng có giải thích cho quý vị đó. Cái sự cao quý hay thấp hèn này, nếu mà chúng ta nhìn theo pháp thế gian, thì cái cao quý này đó, nó là quả, quả của thiện, quả của phước thiện. Mà nếu chúng ta nhìn về mặt tâm linh thì nó là cái quả của thiện trí. Còn cái thấp hèn này là vì chúng ta thiếu phước. Cái thiếu phước này nó có hại cái. Mình sinh ra trong cái gia đình thấp kém. Thứ nhất là ăn không đủ no, chỗ ở cũng chật vật, cha mẹ lại là cái người đó làm những cái nghề hạ tiện hoặc đi vào con đường xấu xa tội lỗi, thì chúng ta sinh ra trong cái gia đình như vậy. Nhưng mà cái người này nó chỉ thiếu cái phước thuộc về cái phước thiện mà thôi. Nhưng thiện trí có thì nơi đây nè, cái sinh ra từ tâm chỗ này, nhưng mà cái tâm trí nó ở chỗ này. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra hai điều. Có những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đó, không có đủ ăn, không có đủ mặc, phải phụ giúp cha mẹ đủ tất cả mọi thứ đó, vất vả như vậy mà nó học rất là nhanh, học rất là giỏi. Và đây là cái phước thuộc về thiện trí của nó. Hoặc là cái gia đình đó, cha mẹ nó bài bạc rượu chè, làm những cái nghề ghê gớm nhất, nhưng nó thoát được, nó ra được, thì đây là cái phước trí. Cho nên nó trong cái thấp hèn này nè, nếu mà đứng về pháp thế gian á, mà nó thuộc về cái quả phước thiện nó xấu đó, nhưng không có nghĩa là cái quả mà thuộc về thiện trí của nó thiếu. Hai cái này nó phải đi song song với nhau, chứ nó không thể không đi song song được. Và cái này như lần trước á, sư cô có nói là tất cả những cái quả thiện này đó, khi mà nó trổ sanh ra đó, nó đều có một cái giới hạn, cho nên nó đến rồi nó sẽ đi. Tiền bạc nè, tất cả những gì thuộc về sản nghiệp của mình, những người thân thiết của mình, tất cả những gì mình có, tất cả những gì mình sở hữu mà gọi là tục sản đây, nó đến rồi nó đi. Và nó đi lúc nào thì chúng ta không lường trước được. Và như nhiều lần sư cô cũng nói với quý vị rằng, cả cái thân thể chúng ta đây nè, các căn của chúng ta đây nè, các phần trong cơ thể nè, nó không có hứa hẹn chung cuộc với mình, bởi vì nó nằm trong cái quả của phước thiện. Huống chi là nói tài sản, huống chi là nói với người chung sống của dưới mình, huống chi nói là con cái của mình. Tất cả mọi thứ nó còn cái quả đầy đủ thì chúng ta hưởng, mà nó hết thì nó ra. Chúng ta sống chung với người khác mà chúng ta bị nhiều cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng mình hàm oan, nghĩ rằng mình không gây khổ cho người khác mà ta gây khổ cho mình. Và cái ứng xử của mình, nếu mình biết ứng xử thoát, tại vì mình ứng xử cái kiểu mà người ta nói là ăn miếng trả miếng, thì cái kiểu đó nó chỉ nối dài sự đau khổ mà thôi. Cho nên người Việt mình nói hay à, không lẽ không? Người ta cắn mình cái mình làm chó mình cắn lại. Ồ, cái con này rất là hay. Tại vì người ta đó đối xử tàn nhẫn với mình đã thấy không thể chịu đựng được rồi. Nếu mình tàn nhẫn lại với người ta thì mình thấp kém hơn. Cho nên mới nói người ta cắn mình, nhưng nếu mình cắn lại, mình thành chó cắn lại sao? Quý vị thấy nó thấp xuống không? Tại mình đã nhìn thấy rõ rằng người ta gieo khổ cho mình là cái không thể chịu đựng được,
Tại sao bây giờ đó mình phải nếm cái quãng khổ này, mình lại muốn gieo khổ cho người ta? Có khi có người không dám làm, nhưng mà dám nói những cái lời độc địa thế này, để rồi coi á, nó nhận cái quả báo. Tại sao phải nói như vậy, để làm gì? Ai nói vậy? Tâm sân nó nói đây. Như vậy lời nói này nó phát xuất từ sự hạ liệt. Cho nên chúng ta không làm vậy, bởi vì làm vậy nó không đi ra được. Chỉ đi vào những cái pháp thiện thì tới thiền thiện. Chúng ta đi như vậy chúng ta mới thoát ra. Đây là một cái quy luật về tâm linh. Chúng ta hiểu thì chúng ta tập ứng dụng. Còn nếu chúng ta đó hiểu mà không tập ứng dụng thì cái dòng xoay đó chúng ta không có thể thoát ra được. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta học về đạo Phật đó, là chúng ta học về cái chân lý về tâm linh, những cái quy luật vận động về mặt tâm linh. Chứ chúng ta không học những cái mà gọi là giáo điều của một vị giáo chủ. Không, không có giáo điều của một vị giáo chủ. Đức Phật không phải một giáo chủ. Đức Phật là người đó, trong vô lượng kiếp đó, đã hành trì để mà coi như là mình gọi là nó thể nghiệm được một cái chân lý về tâm linh. Và người này có cái năng lực đó trình bày cái chân lý về tâm linh, để khi chúng ta hiểu cái chân lý này, chúng ta ứng dụng đúng cái chân lý này thì chúng ta cũng thể nghiệm được. Và cái khuynh hướng khi mà nó khởi sinh, có một cái gì kích thích khởi sinh sự thấp hèn thì thường nó làm tăng trưởng sự thấp hèn của chúng ta, nó đi con đường đó. Nhưng mà cái trí tuệ về mặt tâm linh đó, trí tuệ về mặt tâm linh của chúng ta đây soi sáng được thì chúng ta không mắc bẫy của những cái pháp quế trược này. Bởi vì chúng ta thấy những pháp quế trược này khởi sanh ra những cái chúng sanh mà nó đang ứng xử và nó gây nên cái sự đau khổ, sự bức xúc nơi mình, tức là nó khơi dậy cái sự thấp hèn của mình. Mình thấy biết rõ là chúng sinh này phát xuất từ sự thấp hèn và nó đang khơi dậy sự thấp hèn của chúng ta. Chúng ta lấy sự thấy biết đó để chúng ta không có đi vào cái con đường thấp hèn nữa, mà chúng ta thoát ra. Cho nên bao giờ cũng vậy đó. Mình phải hỏi rằng người ta ứng xử với mình bằng cái tâm gì? Và mình đang tiếp nhận cái sự ứng xử đó bằng cái tâm gì? Và khi mình thấy rõ, mình biết rõ vậy đó, mình mới thoát được. Cái hôn nhân và gia đình đó gây cho người ta đau khổ rất nhiều. Tại vì cái tâm người ta nghĩ rằng dù sao đi nữa thì đây cũng là mẹ của mấy đứa nhỏ, dù sao đi nữa đây cũng là cha của những đứa nhỏ, dù sao đi nữa thì nó cũng có những cái ngày tháng thật là đầm thắm bên nhau. Chỉ là một chút giông bão mà thôi, rồi nó sẽ đi qua. Không đâu. Hãy coi cái sự lặp đi lặp lại của nó. Bởi vì tất cả những gì chúng ta tạo tác để thành nghiệp thì nó đều có sự lặp đi lặp lại. Đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và bây giờ khi mà nó diễn ra trong cái mối quan hệ nhân quả giữa mình và tất cả những người sống với mình thì nó cũng sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi. Vậy tại sao chúng ta không nhìn ra cái chỗ này? Để chúng ta làm gì? Chúng ta cắt đi cái duyên này thì cái nhân này nó không khởi sanh lên. Giặc là chúng ta biết là từ cái quả này nó sẽ trở thành là cái nhân để nó tạo ra cái quả khác. Từ cái chỗ người ta mắng chửi mình gieo xuống cái nhân, và nó duyên gặp cái phần thấp hèn của mình để mình cũng mắng chửi lại. Cho nên trong đạo Phật có nói này, cái pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện.
Người ta đánh chửi mình, người ta nhục mạ mình, người ta đối xử tàn nhẫn với mình, người ta phũ phàng với mình, người ta bạc ác với mình, làm cho mình đau khổ. Mình trách móc, mình oán hờn, mình căm giận. Đây con đường đã nói đây, nó dài sự quan trọng. Nhưng mà khi đó chúng ta nhận ra rằng cái người này nè đang đối xử bạc ác với mình, và mình nhìn thấy rõ đó, trong tâm của mình cuồn cuộn một cái nỗi đau, một cái sự bức xúc, một cái sự hận thù, thì có nghĩa là mình nhìn thấy những cái pháp thấp hèn, những cái pháp bất thiện này đang khởi lên cho cả hai. Và nó khởi vậy hoài. Và cái oan trái này nó không giải quyết bằng oan trái được. Lấy cái đức nè mà báo cái oán này thì oán mới tiêu tan. Còn lấy oán mà báo oán thì oán này thêm chồng chất thôi, không có thể hơn được nữa. Nó là cái quy luật mà. Thành ra lấy cái đức này nè, tức là lấy cái dòng nghiệp mà thuộc về thiện và thiện trí phát sanh lên để chúng ta ứng xử. Cho nên mình cứ nhớ câu này: người ta có thể đối xử xấu với mình, đủ trò với mình, nhưng mình không dám đối xử xấu và đủ trò với ai hết. Tại vì khi mà mình dám làm, có nghĩa là mình dám làm cho cái phần thấp hèn của mình nó khởi sanh lên. Chứ mình không dám bởi vì mình không muốn khui lên những quế nhiễm của mình, tăng trưởng nó, cho nên không dám làm. Nhưng mình dám làm cho cái đức của mình, tức là cái thiện và cái thiện trí của mình khởi sanh lên, chứ mình không làm cho phần quế nhiễm này tăng. Cho nên đời sống đó, nếu chúng ta biết tu, chúng ta không cần ăn thua với ai cả, và chúng ta không quá nặng lòng về cái sự thị phi. Nói là cái quyền của người ta, không thể nào mình có thể ngăn được cái dư luận cả. Không thể nào mà mình ngồi đó mình trông chờ rằng người ta đó sẽ nghĩ tốt về mình, người ta sẽ khen tặng mình. Không có chuyện đó. Tất cả những gì người ta khen tặng mình đó là cũng là quả của mình, mà người ta chỉ trích mình đó cũng là quả của mình. Và chúng ta phải hiểu rằng này, tất cả chúng ta đây còn luân hồi đó, là cái khẩu nghiệp của mình rất nặng. Mình đó là ngồi không như vậy đó ha, rồi mình đem cái chuyện người này đó mình nói người ta đúng, cái chuyện này người ta sai, mình khen người này mình chê người kia, mình coi cuốn phim cũng vậy, coi tờ báo cũng vậy, nghe chuyện người khác cũng vậy. Nhưng một cái câu mà nhà Phật nói đó: sự thật bạn có biết rõ điều này không, hay bạn chỉ nghe, hay bạn chỉ đọc cái thông tin đó? Và cái người cung cấp thông tin cho bạn đó, cái người đó đằng sau lưng những thông tin đó họ có ý đồ gì bạn biết không? Cho nên khi chúng ta không thấy rõ, không biết rõ, có khi thấy biết nhưng mà lệch lạc, cũng là gieo một cái khẩu nghiệp cho mình rất nặng. Và cái chuyện đó là mình làm thường xuyên mà. Thành ra cái chuyện mà người ta thị phi về mình là cái chuyện không bao giờ có thể tránh khỏi được, trừ khi mà mình đã tỉnh khẩu trong nhiều kiếp. Thì bây giờ nó vẫn trổ, nhưng mà nó trổ nó giảm bớt, nó giảm bớt thôi, chứ còn không thể nào không có được hết. Vậy tại sao mình quá nặng lòng với cái chuyện đó? Và một cách để mình thoát ra khỏi cái sự nặng lòng đó đó là mình thấy cái tâm mình. Trong lúc mình ứng xử với những cái quả trổ sanh, mình ứng xử bằng tâm gì mình biết. Bất cứ khi mình làm cái việc gì mình gieo xuống, mình biết mình gieo bằng tâm gì mình biết hết. Nếu mình biết rõ và mình chân thật với chính mình, không sợ thị phi. Còn không, chúng ta mắc kẹt vào thị phi hết. Đây, sư cô nói quý vị một cái mắc kẹt đau lòng như thế này. Hồi đó sư cô còn đi dạy, sư cô có một cái người bạn còn trẻ lắm. Và khi thương cái người bạn trai của mình thì gia đình không có đồng ý, cho nên hai người mới liều.
liệu để bây giờ mình có con đi thì cha mẹ sẽ đồng ý thôi. Thì cô này mẹ để tới 4 tháng rưỡi đó thì mới báo cho gia đình. Nhưng mà gia đình của cô ấy nói thế này, đây là một cái điều rất là nhục nhã, cho nên chết cũng phải phá thai. Phá thai mà chết hết mẹ, hai mẹ con cũng chấp nhận, chứ không thể nào chấp nhận mà có một cái bầu vậy để nói mà cưới họ. Với lại đó là không chấp nhận cái người thanh niên này đó, là trước đây đã không đồng ý, bây giờ còn càng quấy đến gì. Thì quý vị, vì cái gì mà ta sẵn sàng tạo nên cái ác nghiệp? Thứ nhất là giết một đứa nhỏ, cái thứ hai giết luôn con gái của mình. Vì người ta sợ dư luận, vì thấy cái thị phi ghê gớm. Và nhiều cái cô gái đó, hồi xưa ở quê đó, khi mà có cái chuyện nó lỡ làng ra thì người ta có cái chuyện là người ta địch bụng. Hồi xưa là khó đi phá thai lắm, người ta địch bụng. Thì khi đẻ ra cái đứa nhỏ, có khi cái đầu nó quẹo qua bên, chân tay nó quẹo qua bên. Cũng chỉ vì sợ thị phi. Bây giờ cái chuyện mình làm là do cái hoàn cảnh như thế nào, hoặc do cái dục vọng mình như thế nào mình biết rồi. Vậy tại sao còn che lại để mà tạo ác nghiệp? Cái đó là lừa dối người ta để được một tiếng khen, nhưng không sợ rằng mình đang dối trá và mình đang tạo ác nghiệp. Cái dối trá nằm trong tâm tham, và ác nghiệp này nằm trong tâm sân. Và suy nghĩ để cho khởi sanh những pháp bất thiện này là do si che khuất. Thì thấy tâm tối chưa? Cho nên không phải là mình dễ thoát đâu. Mình thoát được là do có cái dũng. Cái dũng nó nằm ở chỗ nào? Ở chỗ trí tuệ chúng ta nhìn thấy rõ, và chúng ta chân thật với cái tâm mình là có phải để che đậy cái này mình sẵn sàng tạo ác nghiệp hay không? Hay là đã sai lầm rồi thì phải dừng lại, chấp nhận tất cả búa rìu của dư luận. Nhiều khi mình sanh đứa con đó ra, ôm cái đứa con đó nuôi trong cái sự vất vả, trong cái sự đai nghiến của người đời. Nhưng đến khi cái phước báo trổ sanh không lường được. Quý vị thấy một cái hình ảnh mà nó là một cái biểu tượng, đó là mỗi một cái đất nước Phật giáo đều có một cái truyền thuyết về Đức Quan Âm. Riêng Việt Nam mình có một cái truyền thuyết về Đức Quan Âm đó, là đây là cái người nữ nhân giả dạng người nam để xuất gia. Thì bây giờ đó, một cái cô gái đem cái lòng thương rồi lại lăng loàn với cái người ở của mình, khi sanh đứa nhỏ nó đem lại chùa để bỏ cái đứa nhỏ đó. Cái chuyện mà mình giải bài quá dễ. Bây giờ tôi chấp nhận ra khỏi chùa, tôi là xuất hiện rõ ràng tôi là cái người nữ đây, làm sao mà tôi có thể mà lan chạy dưới cổ để tôi có cái đứa con này? Thánh minh rất dễ, rồi người ta sẽ đưa mình qua cái chùa nữ để tu. Nhưng người này không làm như vậy, vì tai tiếng nó đã quá nhiều rồi. Khi mình may giá đồ đạc, chồng mình ngồi kế bên học, trong lúc mệt mỏi đó thì mới là đặt cái đầu lên cái bắp ghế để ngủ. Thì khi mai mình cúi xuống thấy ở dưới cái hàm này nè, nó có cái nốt ruồi mà nó có cái mật cái rau dài đó, thì lấy cái kéo cắt, chứ không hề có một cái ý nghĩ là làm thương tổn cái mạng sống của chồng mình. Nhưng mà lúc đó người này giật mình, cửa là cái mũi kéo đâm vào trong cái chỗ này, máu nó ra. Thì cái người này giật mình hoảng hốt, máu me như vậy. Thì tất cả mọi người, từ chồng mình cho đến mẹ chồng, đều nói rằng mình muốn giết chồng chết. Cũng vì cái tai tiếng đó bỏ nhà ra đi. Bây giờ đến cái chùa thì lại là mình lại là làm cho một cái người nữ khác là tôi có con, bây giờ người ta đem bỏ ở đây. Tai tiếng một lần thứ hai. Biện minh như thế nào? Biện minh được chứ, nhưng mà chấp nhận. Nhìn vào để thấy trong tâm mình đó không có giết chồng, không có ý nghĩ giết chồng, chứ đừng nói chi hành vi giết chồng. Mình không có cái ý tà dâm, huống chi mà nó có cái quả của tà dâm là một đứa con. Nhìn vào đây,
và để trở thành một cái bậc mà có tâm đại từ đại bi, một cái bậc có trí tuệ sáng suốt. Nó có cái dũng ở cái chỗ này. Trí tuệ làm cho ta có cái dũng và ta nhìn sâu vào trong cái nội tâm của mình, biết là mình trong sạch đủ rồi, không cần có biện bạch, không cần phải biện minh. Tất cả những việc làm mình biết, chư thiên biết. Và khi mà chúng ta đã quen một cái cách nhìn như vậy rồi đó, thì người ta có cái sự mạnh mẽ. Cho nên quý vị thấy không, chú tiểu này phải bằng đứa con nít cho đi bú thép. Cái người ta tội nghiệp thì người ta cho bú thép thương. Nhưng mà có người ta nói đó, bậy bạ cho lắm rồi, bây giờ đó bồng con nít mà đi xin sữa không biết mắc cỡ. Tu hành gì, tu muốn cho tu gì. Nghe hết, chấp nhận hết. Thì cái dũng đó mới trở thành một cái bậc mà đáng cho chúng ta đó đảnh lễ. Và chúng ta tin cậy. Cho nên Đức Quan Âm trong mọi đất nước đều là một cái tình thương, đều là cái sự sáng suốt, và đều là cái chỗ nương tựa. Đạo Thiên Chúa cũng có Đức Mẹ Maria. Chị thấy cái hình ảnh này chưa? Cho nên chúng ta quá đặt nặng cái thị phi. Và chúng ta không dám nhìn vào cái sự thật mình, không dám nhìn thẳng vào trong cái tâm của mình. Tất cả những cái quế nhiễm chúng ta thấy, chúng ta biết nó đây, nó là quế trượt đây, chúng ta mau mau ra, chúng ta mau mau ra. Thì cái con đường mà trong sạch hay quế nhiễm là do chính mình. Không có ai làm thế cho mình, cũng không có ai xúi dục mình được cả. Thế gian này người ta xúi dục rất là nhiều, nhưng mình có nói hay không? Mình nói thì mình mới tiếp nhận cái luồng năng lực xấu đó để mà đốt cháy cái đời mình. Còn nếu mình không nói thì vẫn có một cái khoảng cách. Khoảng cách rất rõ ràng, không có nói gì cả. Sư cô nhớ cái chuyện này, sư cô cũng có nói trong cái lớp này rồi. Mà có một cái cô này đó là cô độc thân, và cô đi làm người giúp việc cho một cái gia đình quý tộc. Và sau cái giờ giúp việc đó, thì cô về, cô sống như một thánh nữ. Cô là người đạo Thiên Chúa. Thì cô về đó là cô trang nghiêm cái bàn thờ Chúa của cổ, và cổ về là cổ cầu kinh. Nhà cửa cổ ở một mình trong sạch, sạch hết, trong bên ngoài gọn gàng sạch sẽ hết, ăn uống rất là đơn giản. Cổ về tới nhà, cái thời gian của cổ là để cho cổ đó là coi như cầu kinh, và cổ sống đơn giản như thế. Và khi cổ đến nhà cái người chủ đó thì cổ làm hết lần. Nhưng cái gia đình đó là cái người đàn bà quý tộc đó sống một cuộc đời phóng đãng. Và khi cái người tình nhân của bà muốn là sang đoạt hết của cải bà, cho nên giết người con trai độc nhất của bà. Và khi cái chuyện đó xảy ra đó, thì cảnh sát nó đến để nó điều tra. Thì nó thấy cô này trẻ đẹp, nó thấy cậu thanh niên này cũng còn rất trẻ, cho nên nó nghĩ rằng có thể có một cái mối quan hệ gì đó chăng. Thì nó mới hỏi cô với cái người thanh niên này đó là hai bên là chuyện trò gì, tiếp xúc gì, và cái gia đình này ra sao. Nó hỏi nhiều cách hỏi lắm, nhưng mà cô có một câu trả lời đơn giản thế này: tất cả những chuyện làm của những người này đã không dính gì tới tôi cả. Mặc dù tôi ở đây hàng ngày tôi tiếp xúc với những người này, nhưng mà không dính gì với tôi cả. Bởi vì ông nhớ rằng đó, họ đi cái con đường đối nghịch với tôi. Cái gia đình này nó sống như thế nào ông điều tra không biết. Cái người con trai này sống thế nào ông điều tra không biết. Tôi đi con đường nghịch lại cho nên khỏi điều tra. Thì chúng ta phải xác định trong tâm của mình đó, khi mình làm cái việc này mình có quế nhiễm hay không quế nhiễm. Từ chỗ đó mình xác định rằng nhân cách mình thấp hèn hay cao quý. Và cái này nó làm nên cái uy đức, làm nên cái sức mạnh của nội tâm. Nó là định hướng cho con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta nhiều khi. Cho nên cái người dũng cảm
là cái người nhận ra được cái lỗi lầm của mình, can đảm nhận ra được lỗi lầm mình, sáng suốt nhận ra lỗi lầm của mình để sửa đổi, để không đi vào con đường đó. Đó là cái cách thoát của chúng ta. Còn không phải sự vật vã, đau khổ, sự hối hận, sự trách móc mình, sự dày dò mình, sự hành hạ mình. Tất cả những cái đó đều là pháp bất thiện, để nó nhấn chìm mình đó trong cái lầy lụa của tội ác. Không phải như vậy. Tất cả chúng ta đều phải nhận ra, phải thấy rõ ra, để chúng ta chấm dứt cái con đường sai trái đó. Nhìn rõ ra, thấy rõ nó, không đi vào con đường đó. Đó là cái việc mà cái đạo Phật nói với chúng ta rằng, khi chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đi con đường thoát khổ. Đó là con đường thoát khổ. Còn khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta đi mãi mãi trên con đường đau khổ, luân hồi rồi gặp lại nhau, vẫn nối con đường đau khổ này, không thoát ra được. Vì bản thân mình không thoát, bản thân mình không đủ sáng suốt, bản thân mình không đủ cái dũng mãnh để mình nhận ra. Cho nên á, là quý vị khi mà đọc kinh á, nhớ nha, cái này sư cô cũng là lặp lại đó, nhớ đó. Bao giờ khi mà chư Phật muốn tế độ cho bất cứ chúng sinh nào thì đều hỏi rằng, có biết đã làm gì để ngày hôm nay chịu cảnh này hay không? Có biết là gieo cái nhân gì để gặp cái quả này hay không? À, mà khi biết mình đã gieo nhân gì và để gặp quả gì thì đó là một cái bước mà chúng ta thoát khổ. Từ chỗ đó đó, chúng ta nguyện không có quay trở lại nữa, cắt đứt hoàn toàn, không quay trở lại nữa, thì chúng ta sẽ đi con đường sáng và như vậy đã thoát ra. Nhân đó không gieo xuống nữa, những cái nhân thấp hèn này không gieo xuống, nhân thấp hèn thuộc về tham sân si không gieo xuống nữa, thì chúng ta thoát. Chỉ có con đường đó thôi, không có con đường nào khác hơn cả. Luật đi thì đây, trong cái bài kinh này đó, tuy là Đức Phật nói rất là đơn giản để cho mọi người đều hiểu được, nhưng nó chính sâu xa, nó nằm trong cái chữ nhân. Nhân gì, duyên gì để đưa đến cái quả này? Con người ta cao quý hay thấp hèn là do nhân gì? Nhân gì làm duyên để trở thành người cao quý và để trở thành kẻ thấp hèn? Thì cái thanh niên xuất phát đã đặt ra 7 cái vấn đề, và chúng ta nghe Đức Phật trả lời một cách tổng quát. Và sau đó là do cái lời thỉnh cầu của thanh niên xuất phát mà Đức Phật đã giảng chi tiết hơn một chút. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau khi họ là loài người lại thấy có người liệt, có người ưu? Vậy là nhân gì, duyên gì mà có cái quả là người cao quý, người thấp hèn? Thưa tôn giả Gotama, chúng con thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ, tức là yểu mệnh đó. Thứ nhất, chúng con thấy có người nhiều bệnh, người ít bệnh. Cái thứ hai, chúng con thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Cái thứ ba, chúng con thấy có người quyền thế nhỏ, người quyền thế lớn. Cái thứ tư, chúng con thấy có người có tài sản nhỏ, có người có tài sản lớn. Cái thứ năm, chúng con thấy có người có gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Số sáu, chúng con thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ. Số bảy, thì 7 vấn đề đặt ra và chúng ta nghe Đức Phật trả lời đây. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Cái câu này chúng ta ráng thuộc lòng. Cái trọng tâm của cái bài kinh này nó nằm ở cái câu này. Chúng sanh các loài hữu tình
là chủ nhân. Chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là sự phân chia các loại hữu tình ra thành ưu và liệt. Chúng ta thấy 2, 3 điểm, 4, 5, 6, 6 phần, Đức Phật nói 6 phần trong đó. Chủ nhân của nghiệp là bởi vì chính cái suy nghĩ của mình tạo nghiệp, lời nói của mình tạo nghiệp, cái cách cư xử, ứng xử, hành động của mình tạo nghiệp, cho nên mình là người tạo tác ra, cho nên người là chủ. Gieo xuống là chủ. Ừ, mình gieo xuống. Là người thừa tự của nghiệp. Bởi vì cái quy luật của nghiệp đó là hãy mình làm một cái gì thì nó sẽ phát sanh ra một cái tương ưng với nó. Tức là nó như vậy đó. Hay nói rõ hơn đó, hãy mình tạo xuống cái gì, mình gieo xuống cái gì thì nó có cái phản nghịch giống y vậy. Chúng ta ném một cái quả bóng vào trong vách núi, chúng ta ném thẳng vào mạnh vậy thì nó dai vào trong vách núi, nó sẽ ném ngược trở lại. Quả là gì? Cái gì mà chúng ta gieo cái niềm an vui hạnh phúc cho người khác thì chúng ta ra đây đó cũng sẽ nhận được những cái đó. Chúng ta gieo cái đau khổ cho người khác, chúng ta cũng nhận như vậy. Và rõ ràng hơn nữa là khi chúng ta gieo sự an vui đến cho người khác, bản thân chúng ta có sự bình an và an vui, chúng ta mới gieo xuống được, thì chúng ta đã tăng trưởng cái phần thiện của mình. Và khi chúng ta đã quấy rối người khác thì cái tâm chúng ta đã nằm trong tham sân si, cho nên những cái quế nhiễm của chúng ta cũng tăng. Điều này hết sức rõ ràng. Chỉ có cái chúng ta không rõ ràng với mình, cho nên chúng ta áp dụng khó được. Khó được nhưng không phải là không được. Vì vậy chúng ta cứ cố gắng tu là tập, tu là sửa đổi. Tập là làm một lần không được, làm 100 lần, 1000 lần, 1 triệu lần, 1 tỷ lần cũng sẽ cố gắng. Và nhớ rằng khi chúng ta tu và chúng ta tập đó, thì phải nhớ rằng chúng ta thất bại triền miên. Mình mới bớt cái vụ nổi nóng này, cái chút nó có sự nổi nóng khác. Mình giữ cho nó bình yên được 3-4 ngày, cái ngày khác nó dậy sóng lên, có khi nó còn dữ hơn mấy cái bữa đầu tiên nữa. Thì bởi vậy mới nói mình thất bại mà. Nhưng mình có cái thành công ở chỗ này. Nó giống như một cái cửa mà cái bản lề nó xích quá. Mình đẩy rồi nó bật lại, mình đẩy rồi nó bật lại. Nhưng mình làm hàng tỷ lần nó lờn. Bởi vì mình đang tập cái gì? Mình tập cái thói quen là mình không chấp nhận những pháp bất thiện hoành hành trong tâm trí. Cái đó chính là cái nó làm lờn hai cái dòng nghiệp này. Hai cái dòng nghiệp này nó trở thành ra là cái sức sống của nó như một cái bản năng trong cái đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta nhận thức ra, để chúng ta biết là chúng ta đang phát triển cái phần nào, đẩy lui cái phần nào, cái năng lượng này chính là cái khả năng nó sẽ làm lờn những cái chốt này. Và chính là cái năng lượng này đưa chúng ta thoát, chứ không phải hai cái phần này, không phải cái phần thiện và cái phần bất thiện này mà chúng ta có thể ra được. Chúng ta ra bằng cái năng lượng bên ngoài. Và sư cô gọi nó là huệ nhãn đây. Cái cố gắng này. Cho nên chúng ta khó thành công đó. Ngay cả khi chúng ta tu thiền cũng vậy. Hỏi mình mà sơ ý một cái là nó, cái thời thiền của mình là bị những cái này nó xâm chiếm. Nhất là sư cô thấy như thế này. Khi mà mình tu thiền trong cái điều kiện mà đông người quá đó, đi trình pháp tập thể đó, là nó làm cho những cái pháp quý nhiễm mà nó tăng dữ dội đó. Trình pháp phải trình riêng. Trình chung là nó sẽ bị bệnh liền, cái tập thể nó bị bệnh liền.
Mình ngồi mình nghe mình nói, trời, người này trình pháp hay quá, thầy khen. Hồi nãy giờ mình định nói cái ý mình ra, nói vậy mất cỡ quá, phải sửa sửa lên chứ. Rồi cái mai mốt mình tu đó, mình ráng mình sửa sửa theo mấy cái người mà thầy khen á. Thưa vị, sai là nó không phải pháp học để mà nó thể hiện lên một cái chân lý rõ ràng. Đây là cái pháp hành, mình thấy chính nơi thân tâm của mình, và nơi mình đó, nó có cái biệt nghiệp, nó không giống với người khác. Nó có một vài điểm tương tự, nhưng cái cá biệt vẫn là của riêng mình. Khi người ta trình bày như thế này là vì người ta đi cái hướng này, mà cái ông thầy ông biết cho ông nói được, được, đúng, tốt, được. Còn mình nó là nó hướng này, mà mình nó lại đi cái hướng này, ông thầy nó không được, sai rồi, không được, sai rồi. Rồi mình bẻ lung tung đó. Rồi ở dưới lại mình bị khen đó, bị nghe người ta, ông thầy khen những người này quá. Cho nên đó, là mỗi lần là hành thiền nó, trước khi hành thiền mình nói làm sao ra đừng để thầy chê. Vì thấy không, nó bị cái khen chê, và nó cố gắng phải làm sao để thấy cái điều tốt. Không, không phải. Khi chúng ta hành thiền đó, không phải chỉ để thấy pháp thiền, mà chúng ta thấy tất cả. Thấy pháp thiện không hoan hỷ, thấy pháp bất thiện không có bị bức xúc thì mới là thiền. Còn thấy pháp thiện mà hoan hỷ, thấy pháp bất thiện là bức xúc, thì chúng ta hành thiền trong uế nhiễm. Cái tâm chúng ta nó kinh lắm. Ai nói tu thiền không cần học thì giới thiền gì không biết. Nhưng với thiền của Đức Phật mà không có học mà nói là đi hành thiền rồi tu mù tu mò như vậy đó, thì chỉ là làm khó mình mà thôi. Tại mình tu trong cái suy nghĩ của mình, trong cái kiến thức mà mình có, chứ không phải rằng mình theo Phật. Mình theo Phật mà Phật dạy mình nghe. Ông cô đó cổ sanh, cô biểu đứa con gái 15 tuổi cổ nó nấu ăn. Cổ mới nói nó, con à, nấu, bữa nay con đi chợ nấu canh này để má chỉ con nấu. Nó thôi má không biết rồi. Nấu lên ăn được. Má nó mới nói, má nói má chỉ con mà con không chịu nghe, giờ nấu con thử làm sao. Nó nói con hỏi má gì nè, không có thất bại sao thành công. Thì má về đây con nấu chứ, thì bây giờ nấu ăn cũng được, bữa khác nấu ăn được. Còn không má xuống nấu. Vì vậy thấy chưa, con người ta cái ngã nó dữ lắm. Cho nên cái chuyện nhỏ trong nhà đó mà nó còn không nghe, thì huống chi là cái chuyện tu tập này. Rất là nhiều người không muốn nghe lời Phật, chỉ muốn thành Phật mà không cần biết Phật làm cái gì mới thành Phật. Không cần biết và cũng không cần nghe Phật chỉ dạy, tâm mình là Phật rồi. Không biết đó là cái ông Phật giả mạo hay là ông Phật thiệt. Mà hai cái này chưa phải là ông Phật nghe. Pháp thiện, pháp bất thiện chưa phải là ông Phật nghe. Ông thiệt, ông Phật nằm đây, nằm trong cái huệ nhãn đó. Mà mình đâu có biết cách đâu. Mình chỉ thấy mình tốt, mình đàng hoàng, mình làm điều thiện là mình là Phật rồi. Chưa, mình là người tốt, mình là người thiện, mình là người đàng hoàng, mình là người đứng đắn, mình là người có nhân cách, chưa phải Phật. Phật nằm ở tuệ giác, còn chúng ta dừng lại ở cái thiện. Cho nên là chúng ta cố gắng để chúng ta học hỏi thêm cái điều này. Chị Duy nhớ nha, nghiệp là gieo nhân, gieo nhân nào gặt quả đó. Khi gặt cái quả này rồi mà không muốn tiếp nhận cái quả này đó, cắt đứt để không cho những cái nhân này tiếp tục. Chúng ta chỉ có thể cắt đứt được những cái nhân đau khổ của chúng ta khi nào chúng ta gieo được những nhân thiện. Cho nên phải lấy đức mà báo oán. Không phải chúng ta đây đó là tốt với người ta đâu, mà chính ra đầu tiên là chúng ta tốt với mình.
Chúng ta không nỡ để mình đó vùi vào trong cái dũng lầy, chúng ta phải cứu mình ra. Từ cái chỗ chúng ta cứu mình ra đó, bằng cái pháp thiện này, thì chúng ta không chà đạp bất cứ ai cả. Vì khi mà chúng ta còn là một con người và chúng ta còn là cái ngã, thì chúng ta khó mà nghĩ về người khác lắm. Nhưng chúng ta hãy nghĩ về mình trước. Nhưng mà nghĩ về mình đó như một cái người mẹ sáng suốt, chứ không nghĩ về mình như một cái người mẹ tâm tối. Người mẹ sáng suốt đó là nhìn thấy rõ đó, con mình nó có cái gì đúng, cái gì sai, chính xác như vậy. Còn cái người mẹ tâm tối đó, bất cứ con mình cái gì cũng là số một. Thì khi chúng ta nhìn về mình cũng vậy, chúng ta nhìn về mình, chúng ta thấy cái gì thật sự là chúng ta được, tốt, trong sáng đây. Và cái gì là còn là cái phần quế trượt của chúng ta, chúng ta phải nhìn ra như một người mẹ sáng suốt đã nhìn thấy con. Sư tôi có gặp một cái người đó rất là giàu có, nhưng mà con của bà ta phá dữ lắm. Sư cô mới hỏi vậy, bà cho nó đi du học nước ngoài, nó học tới đâu? Bà nói nó lấy được bằng cao học nó về, nhưng mà nó về nó quậy kinh hồn luôn. Tiền mà xài đó một tối 100-200 triệu là không đủ để xài. Thì sư cô mới hỏi bà đó, tại sao nó học tới cao học mà nó về cái ngành làm ăn của bà nó trúng như vậy, mà tại sao nó lại không có thi thố cái tài năng đó? Lần đầu tiên sư cô nghe một cái người mẹ nói về con. Bà nói thế này, chuyện dễ thôi sư cô, tại vì nó học cũng nhá nhem thôi, thì nó cũng ôm đại cái bằng về thôi. Rồi nó về nó mới thấy là nó đụng vô việc á, nó dốt nát quá. Và như vậy nó không khẳng định được cái chỗ đứng của nó, thì nó khẳng định bằng cách nó thành đại gia ăn chơi. Thì thấy rõ chưa? Vì cái ngã mà, nếu người ta không thể hiện được tài năng thì người ta thể hiện một cái khía cạnh nổi bật. Tất cả những học sinh cá biệt trong lớp đều đi con đường này, đều đi con đường của ngã. Nó học không vô, nó ngồi bên thằng này đang giết đấy, giật cái gì cho tao mượn, giật cuốn tập bên này cho tao coi, nó quấy rối hết. Và khi mà cô giáo kêu tới nó, khi mọi người làm ồn ào lên, nó được nổi lên, nó lên bằng cách khác. Còn cái đứa giỏi, thầy cô khen nó bằng điểm, bằng hạng, nó có con đường của nó và nó có con đường nổi bật của nó. Cái ngã mà chúng ta đang phụng sự đây, nó đi bằng con đường chân chánh và nó đi bằng con đường thấp hèn uế trực, có hết. Vậy thì chúng ta nhận ra con của mình, tại sao mình nhận ra mình? Cái khả năng nhận biết này, cái dại dột nhất của chúng ta đó, là chúng ta đi soi rọi người khác. Trong khi cái khôn ngoan nhất của chúng ta đó, là dùng cái sự soi rọi này để soi rọi về mình, khách quan về mình. Đó là con đường tu. Con đường thị phi của thế gian là con đường soi rọi vào người khác và thị phi diệt của người khác. Tâm của người ta luôn luôn biến đổi và tâm của mình cũng luôn luôn biến đổi. Nhưng mà khi mình kết án người ta đó, là mình để người ta chết đứng, không có thay đổi được nữa. Vì mình không thay đổi sự suy nghĩ của mình, vì mình không cho phép người ta thay đổi. Nhưng thực tế tất cả chúng ta đây đều có sự thay đổi cả. Con đường của chúng ta đi, từng sát na trong tâm của chúng ta có sự thay đổi. Nếu chúng ta định hướng được, chúng ta hiểu rõ được, thì chúng ta phải có một niềm tin rằng chúng ta đang thay đổi để đi vào con đường tốt. Và cái đó là cái gia tài, nó thuộc về thánh sản mà chúng ta đây đó, đi bao nhiêu cái luân hồi không mất được. Cha mẹ anh em chúng ta, tài sản của chúng ta, bản thân chúng ta, cái gì chúng ta có được là tục sản trên thế gian này, nó đến rồi nó đi. Nhưng riêng về cái trí tuệ tâm linh đó, nó đến nó không đi. Nó bị những cái pháp thấp hèn này nó che khuất. Nhưng khi những cái pháp sáng của chúng ta đây, những pháp thiện và thiện trí khởi lên đi, thì nó sẽ hạ màn xuống và chúng ta lại sáng suốt. Tài sản nó không mất. Chúng ta dại dột,
giữ chồng, giữ vợ, giữ con, giữ nhà, giữ cửa, giữ xe, giữ cổ. Phải hiểu rằng khi chúng ta có mặt, nó có lợi ích. Chúng ta chấm dứt cái kiếp sống này, ai có phước hưởng ở đâu. Cái mà chúng ta đọc chiếm trong cái cuộc đời của chúng ta, đó là cái phát thiện và thiện trí mà chúng ta đã tạo tác được trong nhiều kiếp sống của chúng ta. Kể trong cái kiếp sống hiện tại này, thì đó là cái tài sản mà chúng ta sẽ mang đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Không có ăn cướp nào cướp được, không có một người quyền thế nào có thể khống chế để lấy được, không có sự sơ suất nào để cho chúng ta có thể mất nó được, trừ khi chúng ta hành những cái pháp bất thiện, nó chỉ bị che khuất mà thôi. Quý vị thấy cái ác nghiệp của Đề Bà Đạt Ba không? Bây giờ vẫn còn nằm ở trong địa ngục. Nhưng mà lời tiên đoán của Đức Thế Tôn đó là cái người này khi ra khỏi, rồi có một cái quá trình tu tập, thì tất cả những gì đã thành tựu trừ trong cái thiền định và từ trong cái mà có cái thần thông đây là nó sẽ phục hồi trở lại và nó sẽ phát triển lên này thành cái tuệ giác. Thì thấy rõ chứ, ác nghiệp đó là nặng lắm mà. Nhưng mà chính cái giờ mà cái vị này á, ra đi đột ngột thế, và tâm đã hướng về thầy mình, tâm đã hướng về Đức Thế Tôn để xin sám hối. Và khi mà rơi xuống, khi mà cái mặt đất nứt ra để rơi xuống, thì vẫn một cái lòng hướng đến Thế Tôn và sám hối. Cái ý thức vươn lên, cái ý thức dẫn dắt mình vào cái con đường ngay chính này, thì nó là một cái định hướng để chúng ta không rơi xuống nữa. Cho nên mặc dù bây giờ đó mình bất lực với những cái pháp bất thiện mình, bởi vì mình điều khiển nó đâu phải dễ đâu. Mình biết tánh mình nóng chứ, nhưng mà có khi kiềm chế được, có khi không kiềm chế được. Khó, phải tập mà. Giống như một cái cuộn tơ nó rối ren vậy nè, gỡ từ từ mà, gỡ nhanh chừng nào nó rối chừng đó mà, đâu có được. Cho nên là chúng ta hầu như bất lực, nhưng không có bất lực, bởi vì cái năng lượng này, đó là cái con đường mà chúng ta đã gieo trồng lại những cái nghiệp lành để chúng ta làm cái người thừa kế nó, là chúng ta hưởng được những cái phước lành này. Và tất cả những gì chúng ta gieo xuống, thiện hay là bất thiện á, đều nó hình thành làm cái thai tạng. Như lần trước sư cô nói, nó là cái chữ hữu trong thập nhị nhân duyên. Khi mà một cái hoạt động thuộc về thân khẩu ý bất thiện, thì nó sẽ tăng cái kho này lên, và nó là những cái yếu tố để nó hình thành cái sự tục sinh của mình. Khi mà những cái pháp thiện hàng ngày nó tăng lên, thì nó là một cái yếu tố, nó làm mạnh lên cái kho tàng này để đưa đến tục sinh bằng những cái tâm quả thiện. Cho nên nó là hai tạng, nó hình thành những cái yếu tố đó, nó bồi đắp vào trong hai cái. Nói chi tiết thì hết sức là chi tiết, nhưng nói tổng quát thì chúng ta chỉ thấy hai cái màu sắc này đây, nó in hình trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Như vậy cái việc mà chúng ta tái sinh, đó là do từ lúc mà chúng ta ở trong cái thai bào cho đến ngày hôm nay đó, thì tất cả những gì chúng ta gieo trồng, nó sẽ hình thành nên một cái quả. Và cái quả đó chúng ta tái sanh về đâu? Chúng ta trở về với chư thiên, hay chúng ta làm người, hay chúng ta làm súc sanh các loại, tất cả đều thấy con đường đi. Mình biết hết, chứ không thể nào nói là không biết. Bây giờ cái nữa là nói là quyến thuộc. Tại sao nói là quyến thuộc? Bởi vì nghiệp là thói quen, nó gần gũi, nó thân thiết với mình, cho nên nó là quyến thuộc. Mình không xa rời nó mà. Nghiệp thiện như nghiệp bất thiện, nó hình thành một cái thói quen ứng xử của mình, nó quyến thuộc vào ba con của mình rồi, vậy mình có rời xa nó đâu. Và nó là cái điểm tựa. Điểm tựa là như thế này, nó nằm trong cái tập khí, tập khí thiện, tập khí bất thiện. Và cái tập khí này nó hình thành nên cá tính của mình, nó hình thành nên tính tình của mình. Và cái điểm tựa đó là do cái tính cách của mình như thế nào mình ứng xử như thế, do tính cách tập khí của mình như thế nào mình suy nghĩ vậy, mình nói năng vậy, mình hành động. Nó lấy từ trong cái gốc của nó là cái dòng nghiệp thiện và bất thiện,
hễ cái nào mạnh thì cái đó là cái lực, là cái điểm để cho đó những cái mà phát sanh về thiện nó sẽ tựa vào cái thiện này, những cái điểm bất thiện nó sẽ tựa vào đây. Mình nói rõ hơn, nó tựa vào trong cái tính cách của mình, trong cái cá tính của mình, trong cái tính tình của mình, và tất cả những cái gọi là cá tính, tính tình, tập khí của mình, nó chính là dòng nghiệp đã trôi chảy từ vô lượng kiếp. Dòng nghiệp này tạo tác nên bằng thân khẩu ý. Cái cuối cùng là cái nghiệp này đó, nó là để phân chia ra ưu liệt, thì cái này chúng ta rõ rồi. Thì chúng ta làm thiện có quả thiện, chúng ta làm bất thiện có quả bất thiện, thì quả này nó đưa đi tái sanh và nó trổ cái quả để xác định rằng chúng ta sinh ra trong cái dòng tộc nào, sức khỏe nào, tánh khí nào, vân vân. Thì cái bài kinh này sẽ cắt nghĩa rõ hơn. Và sư cô nhắc lại là chúng ta ráng thuộc lòng cái câu này. Khi học về nghiệp thì chúng ta ráng thuộc lòng cái câu này. Thì câu này nó nói lên đầy đủ hết. Có nghĩa là từ nay trở đi đó, tất cả những gì bất hạnh xảy đến cho chúng ta thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang thừa kế những cái gì chúng ta đã tạo ra. Và bây giờ đó mà mình nói rằng là mình thông minh ít hay thông minh nhiều, mình giàu hay nghèo đó, thì mình phải hiểu là đó là do mình gieo trồng. Thì chúng ta không trách cha trách mẹ, và chúng ta không chờ đó để mà tranh giành cái tài sản của cha mẹ để lại, hoặc là lấn lướt cái tài sản cha mẹ để lại để về mình. Tất cả những cái đó đều là tạo tác cái món nợ cho mình. Cha mẹ cho thì cho, không cho thì thôi. Anh em có chia sẻ thì chia sẻ, không chia sẻ là thôi. Lấn lướt được chứ, tìm cách để lấy tài sản của cha mẹ được chứ, nhưng đó là nợ. Cái gì người ta không cho mình mà mình ẻo qua ẻo lại, mình quanh qua qua rồi để cuối cùng mình rút được cái đó, làm được. Nhưng cái tâm quanh co là pháp bất thiện thì nó phải là nợ. Vì thấy không nè, sư cô nói nè, ví dụ như cái chuyện sư cô xây chùa đi, sư cô ngàn năm không dám nói xa, nói gần với quý vị, nói thấp, nói cao với quý vị, để mà lấy cái tiền xây chùa nữa chứ đừng nói chi mà xài riêng. Thì tất cả đó là món nợ mà. Vì một cái chùa đó thì cái phước của bá tánh là phần lớn. Còn cái người đứng ra để lãnh cái trách nhiệm xây dựng đó, nó cũng chỉ là một phần phước trong những phần phước khác thôi. Còn nếu cái mong muốn của mình quá lớn đó, thì mình phải nợ. Chỉ vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta học cái câu này đó, chúng ta thuộc lòng rồi đó, chúng ta cứ ngẫm nghĩ để mà tự giải quyết cho mình rất là nhiều thứ. Vì thấy ngày hôm nay đất đai nó sốt lên, nhà cửa nó sốt lên, thì cái đó là nó đang đưa mình vào trong cái chỗ mà giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện đây, nó đang chiến đấu trong tâm của mình. Và cái quyết định của mình á, là mình sẽ nhận được cái tài sản bằng cái con đường thấp hèn này, thì nó chắc chắn là nợ nần. Chắc chắn là nợ nần, không có nói năng gì hết. Cho nên quý vị nhìn cái hình ảnh này nè, có những cái gia đình đó mà những cái đứa con nó cực kỳ có hiếu với mẹ với cha, là nó không dám ăn, không dám mặc nữa, cứ nghĩ rằng cầm cái đồng tiền về đưa cho mẹ mà mẹ vui vẻ mẹ cầm là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà mẹ sẵn sàng cầm cái đồng tiền này đó đưa cho những cái đứa con hư đốn khác, mà cứ đòi hỏi cái người này cứ đem tiền về, không biết cái người này đã cài ra sao cũng không cần biết. Thì chúng ta hiểu gì? Chúng ta hiểu rằng là cái người con mà cực kỳ có hiếu đây đó đã nợ cái người mẹ này những cái tài sản mà chính những người mẹ này không cho, tiền kiếp mẹ đã không cho, nhưng quanh qua quẩn lại để mà lấy cho bằng được. Thì ngày hôm nay biết cái lỗi của mình, cho nên là tất cả những gì mình có sẵn sàng đưa hết, nếu người này nhận là cảm thấy an tâm, cảm thấy vui. Nhưng mà nó không đơn giản như vậy.
mình thấy bức xúc. Tại sao mình hết lòng với mẹ với cha như vậy mà cha mẹ vẫn coi như cái chuyện đó là thường, không có vấn đề gì. Và có khi đó cha mẹ làm gì? Bòn đứa này rút đứa kia để đưa cái đứa mà mình thích. Tại sao phải làm vậy? Vì nó thiếu sự chân chính do cái áo nhiệm của mình. Và cái người con đó không có tự nguyện tặng cái tiền này, biếu cái tiền này cho cha mẹ, mà vì cha mẹ nói quá, có cái ý bòn rút cho nên đưa, cho nên trong lòng không có vui. Thì người mẹ này phải mắc nợ mấy đứa con. Chúng ta nhớ cái giới trộm cắp nó nằm ở cái chỗ đó. Tài sản gì người ta không cho, mình không chân chính có được, mà mình dùng cái sự quanh co của mình có được, đó là phạm giới trộm cắp. Nó phải nợ thôi. Này quý vị, tất cả nó nằm trong tâm của mình đó. Nó nằm trong cái vi tế tâm của mình đó, chứ không phải cái thị phi ở bên ngoài. Cũng không phải cái luật pháp quốc gia. Luật pháp quốc gia so với luật tâm linh nhẹ hiều. Tại người ta chỉ xử lý trong cái đời này mà thôi. Mình chết là người ta hết xử lý rồi. Thi thoảng mới có cái chuyện mà người ta xử lý sau khi chết. Ví dụ như chúng ta thấy mã của ông Lê Văn Việt đó, là khi mà bị xử cái án đó, thì cái mã cài bằng rồi bị xiềng, bị xích lại hết đó, thì cái chuyện nó hiếm. Người ta xử lý những cái vụ án khi những cái người đó còn sống, người ta mới xử lý. Nhưng mà cái luật về tâm linh đó, nó đi rất nhiều kiếp mà mình không có thoát ra được. Do đó đó mà chúng ta phải giữ cái sự chân chính. Không chân chính là chúng ta nợ nần. Không chân chính là chúng ta đẩy vào trong cái cõi khổ. Đồng tiền ngày hôm nay chúng ta làm thần giữ cửa, giữ rất nhiều. Nhưng ai có phước mới hưởng cái phần tiền đó, chứ không phải mình. Nhưng ác nghiệp của mình thì mình phải trả không biết bao nhiêu lâu. Bởi vì mình thừa kế tất cả những gì mình đã tạo tác ra. Vì vậy thấy chưa? Mình thừa kế. Và nó là thai tạng để nó hình thành nên kiếp sống mới với sắc pháp và một cái dòng tâm pháp nó phù hợp với những gì mình tạo tác. Và nó gần gũi với mình, nó đến đổi mình rất khó thay đổi. Cho nên nói gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người phụ nữ giàu tình cảm, yếu đuối, giàu tình thương, thiếu sáng suốt, đều nghĩ rằng cái lòng tốt của mình có thể cảm hóa được những người thân của mình, chưa đủ sức đâu. Người ta rất khó thay đổi. Và khi người ta thay đổi được á, là do người ta nhìn thấy. Và có khi người ta lợi dụng lòng tốt của mình, có khi người ta dẫm đạp lên lòng tốt của mình, và chỉ tạo thêm ác nghiệp mà thôi. Cho nên phải có điểm dừng, phải có một cái khoảng cách. Trước mắt chúng ta chưa phải là Phật, chúng ta còn nhân quả với nhau, chúng ta nên có điểm dừng, chúng ta nên có cái khoảng cách. Cái điểm dừng này là chúng ta không nói đấy, không tạo điều kiện cho nó kết trở lại. Còn nếu không, nó sẽ nói. Nói hai cái này lại. Và nó cứ tiếp tục con đường nhân quả của nó như thập nhị nhân duyên vậy đó. Vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh pháp duyên, một nhập cho dân. Nó cứ đi một cái chuỗi luân hồi của nó thành một cái vòng tròn. Nó không ra được. Nó ra được khi chúng ta cắt. Vì nó hình thành như một cái tập khí, như một cái thói quen. Như từ đó là một cái suy nghĩ chúng ta nó phát ra. Do nó là cá tánh của mình. Do nó là tập khí của mình. Do nó là tính tình của mình. Do nó là cảm xúc của mình, do nó là nghiệp cảm của mình, cho nên cái lực hút của nó cực kỳ mạnh. Nó đi bằng cái lực của nó. Vì khi chúng ta tạo tác cái nghiệp, là chúng ta tạo bằng suy nghĩ, bằng lời nói, bằng hành động, nhưng sau đó nó tích lũy thành một cái lực. Nó gọi là cái nghiệp lực tạo tác lên.
Và cái lực này là nó là một cái dạng khí, cho nên nó hút. Ngu tầm ngu, mã tầm ngã, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó có lực hút. Nó chiêu cảm với nhau là do nghiệp chiêu cảm. Cho nên khi chúng ta gieo xuống, chúng ta gặt cái quả. Nhưng khi chúng ta gieo xuống đó, nó tích lũy thì nó làm thành một cái lực, nó gọi là cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực này nó sẽ thôi thúc ở trong tâm của mình, và nó là cái điểm tựa, nó là cái chỗ để xuất phát ra những cái thiện cũng như những cái bất thiện. Chúng ta không thấy được. Và tất cả những gì chúng ta nhận trong cái đời này, sự may mắn của mình cũng như những cái khổ đau của mình đó, không trách ai hết, bởi vì chính mình đã tạo ra. Nhận được cái điều này, xác định được cái điều này, thì chúng ta không có tiếp tục quan trái với bất cứ, không có quán trách gì cả. Nhìn sâu hơn trong cái nhân quả của mình, để mình quyết tâm rằng tất cả những ai gây đau khổ cho mình, mình không có làm như vậy, cũng không quán trách người ta, mà cũng không có ứng xử ăn miếng trả miếng như người ta. Không phải mình ngu, không phải mình dại, không phải, cũng không phải mình yếu hèn, không phải vậy. Mà vì mình có cái phước báo á, mình hiểu được giáo pháp, mình hiểu được thế nào là nghiệp, mình hiểu thế nào là nghiệp quả. Hãy học thuộc lòng cái câu này, và chúng ta cứ thế chúng ta ứng dụng. Đây là một cái công thức để chúng ta ứng dụng trong chính đời sống của chúng ta. Rồi, bây giờ thanh niên xuất phá mới nói nè: con không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho con để con có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama đã nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Đức Phật nói thế này: vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng tôn giả. Thanh niên xuất phá: Cho đây gia phú tá, vâng đáp Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sinh, do nghiệp ấy thành tựu như vậy. Thành tựu như vậy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà được đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoạn mạng. Con đường mà người ấy đưa đến đoạn mạng này thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tai lắm máu, chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. Như vậy chúng ta thấy này, Đức Phật trả lời nè: Cái thọ hiểu này nằm trong giới sát, sát sanh. Và khi gieo cái nhân sát sanh này, cái nhân sắc sanh này nó làm duyên để nó cho ra cái quả. Thì cái quả đó nó là gì? Cái quả này đó là nó sẽ là, thứ nhất là nó sinh ra trong bốn cái cõi khổ. Súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Phần lớn những cái nghiệp sát dữ dằn nhất, con đường địa ngục đi thẳng từ trong cái cõi người đây. Đây là kiếp người đây. Người sẽ xuống ngay đây, xuống thẳng đây. Và nếu như có những cái mà gọi là giống như trong luật pháp quốc gia có nói rằng người này đã phạm tội cố sát hay ngộ sát,
người này khi sát sanh thì bị có những cái yếu tố nó thúc bách, nó kích thích, nó làm cho cái người này ở vào trong cái thế phải tự vệ một cách quá đáng chẳng hạn vậy, thì là nó sẽ đưa vào cái cảnh khổ này. Hoặc là cái phước báo của người này rất lớn, lớn lắm, mà do cái nghiệp sát đó là do một cái tư tưởng sai lệch nào đó, chứ không phải là do hoàn toàn do cái ác tâm. Thì cái người này nè, khi tái sanh lại làm người, từ cái chỗ mà nghiệp sát này nè, nghiệp sát này, cái quả người này nè, có thể tái sanh xuống địa ngục này, xuống các cõi khổ nè. Hoặc là cái quả này nè, nó có thể cho tái sanh làm người. Thì cái người này đó chết yểu. Vậy theo. Cho nên là có những chúng sinh đó, nó được làm người đó chỉ có vài phút đồng hồ, vài tiếng đồng hồ, một ngày, hai ba ngày tuổi, một tháng, hai ba tháng tuổi, bảy tám tháng tuổi, chín tháng tuổi, sanh ra đời, một giây đồng hồ sau chết. Hoặc vừa sanh ra đời cũng là vừa lúc chết. Sanh ra đời hai ngày, ba ngày chết, một tháng, hai ba tháng chết, một tuổi, hai ba tuổi chết, yểu. Tất cả những này chúng ta rõ ngay, đây là nghiệp sát. Như vậy nghiệp sát, con đường đi của nó, đầu tiên nó là địa ngục đấy. Và do gia giảm trong những cái trường hợp khác thì nó có thể là nằm vào trong các cái loại súc sanh quỷ khổ Atula. Và cái con đường khi nó vào địa ngục rồi đó, mà nó coi như là đủ cái giống như cái quả phước của nó đã đủ rồi, cái quả nó trổ sanh là nó đã giống như là nhẹ rồi đó, thì khi nó ra con đường của nó là quỷ trước. Và khi mà chúng ta nói cái chữ quỷ đó, thì thứ nhất á, là nó có cái ám là tối đi, nó có cái si ám, nó tâm tối. Nhưng mà nói chữ quỷ là nó có cái sự dữ dằn, nó có cái dữ, nó có cái ác. Và nếu như nó bị cái bản chất này nè, nó gọi là cái dư nghiệp này đó, hành hạ nó mà nó lại tái phạm nữa, thì con đường địa ngục trở về. Cho nên chúng ta thấy là tại sao có những người đó họ sanh ra làm người đây, họ làm người đây, mà cái ác của họ là kinh hoàng lắm. Chị hiểu chưa? Vậy nó nằm trong cái bản chất của nó. Mà mình đọc những cái bản án đó, thì trong cái từ của luật đó, người ta nói là những người này có tánh côn đồ. Cái việc đó không phải đi tới cái chuyện mà có thể đánh đập người ta, tàn nhẫn, có thể giết người ta. Nhưng bản chất côn đồ, bản chất côn đồ này đây đó, nó nằm trong cái dữ và cái ác. Tức là nó nằm trong cái sân này. Và cái tập khí này đó, nó đã trôi lăn rất là nhiều. Và nó lộn trở lại dễ dàng. Cho nên người ta đã giết người là khủng khiếp nhất. Mà cái ác nghiệp nhiều nhất nằm ở đâu? Nằm trong chiến tranh. Chiến tranh. Bây giờ cái người A này giết cái người B này, là tại vì giữa hai bên á, nó có cái sự hận thù với nhau. Nó có hận thù, chính giữa nó là cái sự hận thù. Hoặc là nó có sự bức bách lẫn nhau. Hoặc người này bức bách người kia, cứ bức bách người nọ. Tại vì người này muốn chiếm quyền lợi của người kia, hoặc quyền hành của người kia, thì nó đi đấy. Nhưng nó có quyền kế. Còn cái chiến tranh đó, nó giết người vô tội, thành ra cái ác nghiệp nó lớn lắm. Quý vị thấy người ta đặt chất nổ đó, người ta đâu có vô cái dinh của thủ lĩnh mà người ta đặt được cái chất nổ. Ta đặt chất nổ ở trường học, ở chợ búa, ở nơi công cộng,
những người dân vô tội không biết gì đến những cái mà sâu bên trong giữa cái cơ chế hành chánh này với cơ chế hành chánh khác, người ta không biết những cái điều đó. Người ta chỉ muốn ngày ngày ta đi làm, người ta trở về, ta sống trong cái gia đình của người ta bình yên hạnh phúc là được rồi. Đây mới là cái ác nghiệp lớn nhất, tạo tác cái này mới là lớn nhất. Cầm súng đi bắn mà không có thù hận ai cả, nhưng mà sai máu để mà giết. Thì chúng ta thấy cái mà cái ác nghiệp này đó, quý vị thấy Đức Phật nói cái nhân nó từ đâu biết không? Trong kinh nói rằng nếu đêm đêm nơi cái lò sát sinh không có tiếng kêu thống thiết của những chúng sinh bị giết để cho người khác ăn thịt thì chiến tranh mới kết thúc, còn không là chiến tranh. Và chúng ta thử nhìn nha, thử nhìn cái người Việt Nam mình, trong đó có mình cũng là người Việt Nam. Cái chuyện mình bắt con này con kia con nọ ăn chuyện bình thường. Trước khi chúng ta biết ăn chay thì cái chuyện mà chúng ta ăn thịt con này con nọ bình thường, không có vấn đề gì để bàn cãi, không có vấn đề gì để nói năng. Vì cái nghiệp sát chúng ta đằng đẵng từ nhiều kiếp rồi, chúng ta mới sinh ra trên một cái đất nước mà nội chiến và ngoại xâm đằng đẵng trong cái lịch sử của chúng ta, khó mà kết thúc. Cho nên ai thoát được thì thoát. Cũng như bây giờ mà cái chảo nó nổi lửa lên, mà một cái tổ kiến lớn nằm trong cái chảo đó, thì con nào thoát thân được thì thoát thân. Cho nên mình buồn cười nhất là cái chuyện tranh cãi, cái chuyện ăn chay ăn mặn. Không có tranh cãi, ai muốn ăn gì ạ? Ai muốn sao cũng được hết. Nhưng khi mình hiểu giáo pháp, mình hiểu nhân quả của nó, thì mình làm ơn, mình thấy được, thì mình làm con kiến bò lẹ ra cái quai rồi nhảy xuống, còn sống được. Còn không thì cái chảo này nó phải nuốt thôi. Đây là nghiệp sát. Cho nên có những người tham dự cuộc chiến về thân thể lành lặn, có những người bỏ một cái phần thân thể của mình, có những người ôm cái nỗi đau vì những cái vết thương của chiến tranh đó cho tới giờ nhắm mắt. Có người đó thân xác mình chia làm nhiều mảnh để lại trên cái bãi chiến trường. Tất cả đều là do nghiệp sát. Mà nghiệp sát đã bắt đầu đó từ cái miệng chúng ta ăn vô. Đấy, nếu mà tất cả người ta không nuôi và không giết vì không có người ăn thì kết thúc. Và ngày nay trên toàn thế giới đó, những cái chuyện mà những cái nơi người ta nuôi những cái con vật và người ta giết những con vật đó ra sao đó đã được phổ biến. Còn chúng ta xem mà chúng ta nghĩ rằng mình nên làm cái con kiến mà chạy nhanh nhất trước khi mà cái lửa nó có thể nóng lên tới cái quai chảo đó, thì mình làm. Còn nếu không thì mình cứ tiếp tục. Cho nên không có tranh cãi chuyện ăn chay mặn, ai muốn ăn gì à? Tùy ý. Phật cũng không bắt buộc mình ăn chay mặn, Phật chỉ nói nhân quả. Ai nói ông Phật ăn mặn, chuyện đó không phải ông Phật ăn chay ăn mặn. Vì Phật còn cái nhục thân này thì phải có thức ăn, ai dưng cái gì ăn cái đó. Còn mình mới muốn này. Phật hết muốn rồi. Nếu muốn đâu phải thành Phật. Còn mình có muốn. Vậy vì cái chỗ đó đó mà chúng ta dính vào cái nghiệp sát. Cho nên không cầm súng đi, không có tham dự chiến tranh, mà một cái quả mọt chê nó thụt vào chết. Không có tham gia mà vẫn chết. Đó là Đức Phật đang nói cái phần đầu đó. Mạng yếu hay thọ là do cái chỗ này. Và cái chỗ này nè, trước khi mà sư cô giảng tiếp theo như cái lời giảng của Đức Phật đó, mà nói rằng đó, khi mà chúng ta tạo tác như thế này đó, nó có hai cái con đường. Một là chúng ta rơi xuống cõi khổ, hai xuống là người đây đó. Thì nói chung và chính xác nó là như thế này. Nếu tất cả chúng ta đây là người Phật tử có năm giới hay không phải Phật tử đi nữa đó,
và chúng ta theo bất cứ cái tôn giáo nào, mà những cái điều mà thuộc về cái chân lý của cái nhân quả này đó mà chúng ta không phạm, thì cái con đường đó mà nó gia giảm cho mình đó, để được còn tái sanh làm người đó, thì nó nằm ở đây, nằm ở chỗ đó. Quý vị thấy vừa rồi có một cái tin đó là cái bà mẹ đó sanh cái đứa bé xong thì đem nó đi chôn, bươi cái đất lên chôn, mà chôn đó là cái đất nó úp từ trên đến dưới, mà sao nó ngoe ngoe được cái chân với cái tay, mà chôn cũng là cả tiếng đồng hồ rồi mà sao nó không chết, mà nó chòi chòi vậy á, mà một cái người phụ nữ khoảng 35 tuổi trông thấy môi nó là người đó tím tái, bưng nó vô nhà, té ra cái nhà đó của bà ngoại nó, bà ngoại nó tắm rửa cho nó, còn cái người mà bồng nó vô là cũng bà con vậy đó, rồi sau đó đưa nó đi bệnh viện thì cái đứa nhỏ nó sao. Đó là cái chuyện mà không có thể ngờ được. Rồi bây giờ chính bà ngoại đem cháu về nuôi, thì chúng ta thấy cái gì, cái người này nó cận kề với cái chết rồi, thấy rõ chưa? Sanh là sanh một mình nhé, thì cái chuyện nguy hiểm là thấy rõ rồi, nhưng nó không chết. Bây giờ mẹ nó bồng nó ra mà nó còn cuốn rúng như thế đó, mà bươi cái đất lên chôn chứ chưa có cái khăn để quấn nó nữa mà nó không chết. Thì quý vị thấy là khi mà cái nhân mà thuộc về sát sanh của nó có gieo, có gieo, nhưng mà cái giờ cuối nó hối cho nên nó cứu người. Quý vị đọc mấy cái tin mà về cái những cái vụ án đó, thì bao giờ cái công tố viện hoặc là cái luật sư nó đều chú ý tới chỗ này. Cái khi mà người này trong cái lúc mà nóng giận hoặc là trong cái lúc cướp giật người ta mà làm cho cái người này đó có thể đi đến cái chỗ chết, nhưng mà cái người này đó đủ can đảm để bồng người này chạy tới bệnh viện hoặc kêu xe tới cấp cứu liền, và cái phước là cái người này sống lại đó, nó là cái trường hợp này. Nhưng có những người đó giết người ta chết rồi, kéo xuống như gầm giường đó, ngủ đêm sáng ngày tỉnh bơ, hoặc là đi ăn đi uống đi làm tất cả mọi thứ xong về chặt ra từng khúc rồi là mới đem đi cho người ta, giờ mới đem đi bỏ người ta đi. Thì hai cái chỗ này đó công tố viện buộc tội khác nhau, luật sư hết đường để biện hộ cho cái người mà phạm cái ác nghiệp rồi. Vì thế hai cái đó, thì hai cái đó về mặt tâm linh, cái người mà giết tận cùng, truy tận cùng và không bao giờ hối, thì cái con đường nó đi thẳng vào địa ngục cực nhanh và nó ở lại đây cực lâu. Còn cái người khi mà cái cơn bức xúc của mình, cái cơn nóng giận hoặc tham lam của mình đó, là nó thấy cái chết của người khác tự nhiên nó chùng bước lại và nó đủ can đảm để đem người đi cấp cứu và người này còn sống, thì nó rơi vào trường hợp những trường hợp như thế. Thì chúng ta hiểu là cái nghiệp sát tại sao nó đứng hàng đầu trong cái giới của mình. Như vậy khi chúng ta muốn tai qua nạn khỏi, việc đầu tiên của chúng ta giữ giới, việc thứ hai của chúng ta hành giới. Hai cái đó nó là cái phước báo để cứu cho chúng ta ra rất nhiều những cái trường hợp mà do cái quả của cái việc phạm giới thứ nhất này xảy ra. Bây giờ sư cô hỏi tất cả mọi người đây, chúng ta thấy rõ rằng một bước chúng ta đi ra đường là một bước nguy hiểm, rồi cũng lẽ mình không đi ra ngoài. Đi ra ngoài là nội xe cộ chạy là thấy cái sự nguy hiểm không có thể lường được rồi, thấy không? Rồi thêm vào đó là cướp giật nữa, là không lường được rồi. Nhưng mà tất cả đều có nhân quả. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất phải làm đó, thì chúng ta hết sức thận trọng. Còn chúng ta thiếu phước, chúng ta sống trong một cái môi trường mà tham gia giao thông là một cái cực kỳ nguy hiểm rồi đó, thì nếu mà chúng ta thiếu sự cẩn thận, chúng ta mê mờ do rượu, mê mờ do thiếu ngủ, chúng ta đó là bị cái tâm của chúng ta đó làm cho chúng ta đó phóng dật đủ thứ, nghe nhạc, nghe điện thoại, ngó minh mông, tất cả những cái đó đều là cái đường dẫn rất gần tới cái chuyện mà nó hiểm nguy tới cái tánh mạng của mình.
Cho nên năm giới chúng ta gìn giữ, chúng ta hành giới, nhưng mà chúng ta luôn luôn có sự thận trọng. Duy nhất là vừa chạy xe vừa nghe nhạc, hai nữa nghe điện thoại. Cái thứ ba nữa là người ngồi trước ngồi sau lên xe Honda nói chuyện nhiều quá. Nói chuyện nhiều là phóng dật, ngó minh mông là phóng dật. Cho nên cái nguy hiểm là lên xe đó, một là nói chuyện với tài xế nhiều, hai là trong xe nói chuyện quá nhiều. Cái đó là cái đường dẫn đi tới sự nguy hiểm, nhưng chúng ta không ý thức được. Mấy ai lên xe mà ý thức được? Cho nên cái mà chúng ta nói uyên thuyên đó, chúng ta không nhận ra cái tâm phóng dật. Tại sao nó phóng dật? Vì nó bắt cái này hết, nó bắt cái kia, nó bắt cái nọ, nó bắt tới đâu, nó nói tới đó, bắt tới đâu, nó nói tới đó. Hoàn toàn là phóng dật. Người giữ tâm thanh tịnh không có nói uyên thuyên. Thì chúng ta thấy là chúng ta có đủ cẩn trọng không? Cho nên giữ giới, hành giới, thêm cái chuyện chúng ta cẩn trọng. Chúng ta cẩn trọng vì chúng ta ý thức cái việc giao thông này là nó là cái bẫy để mà đưa cái tai họa lên. Này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông nào từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và loài hữu tình, do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú thiên giới ở đời, mà người ấy đi đến loài người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ. Này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Những từ ngữ này thì chúng ta hiểu dễ nè. Từ bỏ sát sanh là biết rồi, tránh xa sát sanh là biết rồi, bỏ trượng, bỏ kiếm, tức là không dùng những cái vũ khí giết người, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và loài hữu tình, chúng ta biết rồi. Có hay không có là do mình, nhưng biết là biết rồi. Bây giờ cái tàm quý, tàm quý thì chúng ta cũng học rồi, nhưng hay nhắc lại thôi. Tại sao đây nhắc đến tàm quý? Tàm á là mình thấy cái điều xấu, thấy cái điều xấu, biết cái điều xấu và không làm điều xấu. Biết rồi cái xấu và không làm cái điều xấu. Vì rõ cái điều xấu này, cái căn cớ của nó là nằm trong cái ác nghiệp, và phạm cái điều này là phạm ác nghiệp, cho nên là nó có cái sự hiểu biết. Còn quý này đó là nó đó sợ hậu quả của những cái hành động xấu, hành động xấu ác. Còn ở trên này đó thì nó biết cái điều xấu và nó sợ cái điều xấu, nó không dám làm cái điều xấu. Còn cái người mà không tàm không quý đó, biết xấu vẫn làm, biết tà dâm là xấu lắm vẫn làm, biết trộm cắp là xấu lắm vẫn làm, biết bài bạc nhậu nhẹt thiếu trách nhiệm với lại gia đình của mình là điều xấu lắm vẫn làm, là người không có tàm quý. Và như vậy không có tàm quý thì nó nằm ở đây, nó nằm ở chỗ si phần đây. Và khi nói đến chỉ có hai điểm thôi, tàm quý này mà không có thì nó chính là bốn cái: si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Bốn cái pháp này là cái pháp
mà nó dẫn con người ta đi vào con đường ác, đi vào con đường xấu, đi vào con đường khoái đoạt. Cha mà hãm hiếp con, ông nội ông ngoại mà hãm hiếp cháu thì biết ngay là sai rồi, biết ngay là xấu rồi, biết ngay là ác rồi. Nhưng vẫn là, tại sao vậy? Tại sao biết vẫn là? Vì cái dục vọng nó mạnh quá, nó che mờ. Cho nên là người ta cứ hưởng cái đã, rồi muốn ra sao thì ra. Người ăn cướp giết người vẫn biết gì, nhưng mà vì cái thôi thúc trong cái bản chất xấu ác của mình nó mạnh quá, cho nên cứ là. Còn cái người mà biết tu đó thì khi thấy những cái xấu ác này đó thì biết dừng lại, biết kiểm soát, biết dừng lại, biết rằng là mình làm cái này nó không còn là con người nữa, không dám làm. Biết làm như vậy là cái hậu quả của nó kinh khủng lắm, trước luật pháp quốc gia, trước dư luận, trước lương tâm con người của mình. Không dám thì cái người đó có tàm có quý. Còn người không có tàm có quý, nó sẽ che khuất để mà tất cả những cái dục vọng hoặc là những cái hận thù, những uất xúc của nó khởi lên, và nó hành xử theo cái sự thôi thúc của những cái pháp đê hèn này. Nó không vượt ra được, không vượt ra được cái bản năng cầm thú của mình, không vượt ra được cái bản năng quỷ dữ của mình. Cho nên nó lại đi vào con đường thoái hóa. Đó, thì trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật có nói là bỏ từ tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Thì cái này nè, Đức Phật dạy cho chúng ta hành giới. Hành giới, chúng ta không có sát sanh mà lại còn cái, còn lại gieo cái nhân á, là chúng ta nên hành giới. Hành cái giới số 1, chúng ta quý cái mạng sống của những cái chúng sinh khác như quý mạng sống của mình. Đó là lòng từ bi. Khi chúng ta đi sâu vào cái lời giảng của Đức Phật á, nó không ra khỏi cái chữ giữ giới và hành giới. Giữ giới và hành giới được thì chúng ta không có rơi vào trong cái phần mà chúng ta gọi là cái hạ liệt, cái thấp hèn ở đây, nó không có rơi vào giới này. Thì chúng ta nghĩ còn thêm ba cái nữa. Ở đây này thanh niên, người đàn bà hay người đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất, hay với cây gậy hay với cây đao, do nghiệp ấy thành tựu như vậy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục mà đi đến loài người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải chịu nhiều bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến nhiều bệnh hoạn. Này thanh niên, tức là tánh hay não, là não hại các loài hữu tình, với tay hay với cục đất, hay với cây gậy hay với cây đao, thì nó nằm trong cái chỗ thứ hai này. Bệnh nó cũng nằm trong cái nghiệp sát, nó nằm trong cái giới thứ nhất. Quý vị thấy người ta đánh xe ngựa, hoặc người ta cho trâu đi cày hay bò kéo cày, thì cái cây roi róc của người ta đó, nó phía xua sau đây là nó có một cái đinh nhọn. Khi có con vật đó nó mệt quá, nó chạy không có nổi nữa, thì người ta không còn đánh nó nữa, mà người ta dùng cái đầu đinh này đâm vào cái phần phía sau mông của nó, đâm thì nó đau quá, nó phải dùng hết sức nó mới được. Đây là cái sự não hại, dùng roi dùng gậy gọt để não hại. Mà trong này nó chưa nói tới một cái chuyện não hại nữa, là người ta dùng cái lời nói thái độ của người ta để não hại. Cái này thường xảy ra đâu? Thường xảy ra trong gia đình, mẹ chồng với nàng dâu,
chị em chồng với nhau, hoặc là những cái nơi mà do mình cái phận mình thấp kém, phải đi làm ở một cái cơ sở đó, một cái công ty đó, hoặc ông chủ bà chủ đó, hoặc cái nhà đó, thì thường bị não hại về mặt âm thanh. Cho nên quý vị thấy cái luật pháp á, nó còn ở những cái nước mà cái luật pháp người ta tinh tế đó, mà ta hiểu sâu hơn nữa đó, thì người ta có trong cái luật đó, người ta nó có cái luật là nó gọi là cái tội quấy rối người khác, nhất là quấy rối tình dục, harassment, làm cho cái người người ta bị quấy rối, người ta sợ lắm, người ta bất an lắm, người ta khốn khổ lắm, người ta phải đến làm việc ở đó, mà cái ông chủ này cũng dê quá, bóng bài đủ trò hết đó, người ta khủng khiếp lắm. Con gái sợ theo cách con gái, mà người đàn bà có chồng sợ theo cách của người đàn bà có chồng, cái nào cũng sợ hết. Nhưng giờ mình nghĩ lấy gì mình sống, đi tìm ở đâu được, tìm cũng phải có thời gian. Những cái sự não hại điều nó đưa đến cái chỗ đó. Bây giờ thì mình ở cái thế ở trên cao, não hại người ta quá dễ. Và này, mình có làm cái gì phạm đi nữa đó, mà mình không đủ tiền để mua cái công lý đó, thì mình chấp nhận ở tù cũng được. Vô đó là mua tiếp theo nữa thì cũng ra nhanh thôi. Nhưng cái người ta không mua được đó, đó là cái luật về tâm linh, cái luật về nhân quả này. Người ta sanh ra èo, nay đau mai bệnh. Dẫu cho người ta có con có vua đi nữa đấy, quan ngự y rất nhiều, điều kiện ăn uống săn sóc tất cả rất cao, nhưng nó èo uột cho tới giờ chết. Hành hả? Quý vị thấy ông Lê Long Đỉnh không? Hết trò chơi rồi bắt những người đó quỳ xuống, người ta có phạm tội bắt quỳ xuống để cây mía trên đầu người ta để róc mía, rồi làm bộ róc trật để cho nó cắt đứt ở trên cái mảng da đầu người ta chảy máu. Đó là niềm vui. Niềm vui của ai vậy? Niềm vui của quỷ dữ. Bởi vì quỷ dữ chỉ thỏa mãn khi gieo xuống điều ác và làm cho người ta kinh sợ và làm cho người ta đớn đau, thì cái đó là cái thỏa mãn của quỷ dữ. Và cái con đường của quỷ dữ phải gặt đó nhiều thứ lắm, ngoài địa ngục ra, ngoài đói khát ra, người này sanh ra kiếp nào, ở trong cái vị trí nào, đều là bị ương yếu bệnh tật, không có thể nào tránh khỏi. Và cái này, những người đàn bà sống với người đàn ông, hay đàn ông sống với đàn bà, mà người ta dùng gậy gộc, người ta dùng đao trượng, người ta dùng xăng, dùng axit để tạt mình, để hủy hoại mình, mình có nhận ra đây là quỷ dữ không? Hay là vẫn không nhận ra? Đánh lần thứ nhất chưa nhận ra, lần thứ hai không nhận ra, đánh 20-30 năm như vậy vẫn chưa nhận ra. Để cho đến khi thương tật mà nằm một chỗ không còn ngoại được nữa, vẫn có cái lòng tốt mong người ta hối cải. Lòng tốt hay là tâm tối trả lời đi, vì chưa thấy đây là quỷ dữ. Tâm con người ta nè, một con người như mình nè, mình có hai thứ nè. Có khi đó mình là một cái người thiện lành đây, có khi mình là quỷ dữ đây. Chứ không phải nó hiện hình ra quỷ dữ mới thấy, mà cái tâm quỷ dữ nó đã thấy. Sư cô hỏi một cô đó, sư cô hỏi gì? Cô có con ha. Sư cô hỏi cô là mẹ, cô có con đó. Có khi nào cô có con mà cô thương con bằng cách cô nhục mạ con không? Cô đánh con cô không? Cô lợi dụng nó hay không? Và cô đối xử càng lúc càng tệ bạc với con cô, cái đó được định nghĩa bằng tình mẹ thương con không? Nếu vậy cô ứng dụng lại với chồng cô đi. Nó thương cô sao? Nó thương cô mà về một cái bữa ăn cô dọn ra không có đúng như nó, là trước là nó đánh cô, nó chửi cô, xong nó đá cái mâm cơm nó cho cô dọn mà.
và ngày nào cũng như vậy mà, thấy không? Nó đổ xăng nó đốt cô chạy được, con cô vô nó binh con, nó giác dao nó chém con, nó là loài quỷ dữ mà cô không thấy sao? Vì chúng ta không thấy biết, chúng ta không nhìn vào pháp chân đế là thấy cái tâm. Chúng ta chỉ thấy pháp tục đế, đây là chồng, đây là vợ. Chúng ta không thấy pháp chân đế là tâm. Tâm của ai đây? Tâm của loài quỷ dữ. Chúng ta đang sống với quỷ dữ cho nên nó mới hành hạ ta, nó nhục mạ ta, nó dài xéo cha mẹ ta, nó làm cho bức cái đường tiến hóa của ta, mà chúng ta không thấy chúng ta đang ở với quỷ dữ sao? Còn chần chờ cái gì nữa? Tỉnh lại đi. Không tỉnh chừng nào mới tỉnh? Mình kéo dài như vậy nó để làm gì? Để làm dày thêm những cái khổ đau, và để cho chúng ta đây đó cận kề với những cái cõi thoái đọa mà thôi, không hoàn toàn, không có chút ít lợi nào cả. Còn ai tìm thấy nơi đây nè, trong cái lầy lội, trong cái tâm tối này đây á, là cái sự tốt lành thì hãy nói đi. Ở với kẻ ác mà không biết, và cái tâm mình nó đau khổ đó, làm mình ác với mình cũng không biết luôn. Mình là quỷ dữ với chính mình nữa mà mình cũng không biết mà. Mình đài đọa mình mà mình không biết mà. Người ta đài đọa mình một, mình đài đọa mình tới 10, mình là quỷ dữ của chính mình không thấy. Bởi vì những cái pháp bất thiện này nó lớn dậy trong tâm mình mà mình không nhìn ra, cho nên mình ác với chính mình. Mình không cho mình ra, mình không cho mình đó, là chấm dứt cái nước mắt này, chấm dứt cái khổ đau này, mình không cho. Mình để đó mà khóc, để mà than thở, để mà kể lể, để mà gặm nhấm cái nỗi buồn của mình, và để nói rằng tôi bất hạnh tại vì cha mẹ tôi không có giàu. Tôi bất hạnh tại vì cha mẹ tôi không cho tôi đi học. Tôi bất hạnh vì cha mẹ của tôi đó không có đẻ ra tôi là người xinh đẹp. Không phải nghiệp đã đẻ ra cho tôi, mà tôi là cái người tạo nghiệp của tôi. Và bây giờ tôi đã nối kết với quỷ dữ mà tôi cũng không nhận ra để mà tôi thoát thân. Hãy suy gẫm lại, hãy xem xét lại. Vì chúng ta làm người, chúng ta có cái phước báo, có cái khả năng là chúng ta soi sáng được. Tại sao không soi sáng? Chúng ta có thể nâng đỡ mình. Chính mình đây là người tế độ mình, chính mình đây là người cứu vớt mình, cứu vớt bằng cái năng lượng lành của chính mình đây, bằng cái trí tuệ của mình đây, bằng cái sự hiểu biết sáng suốt đây. Thấy đây là quả nghiệp, thấy đây là cái sai lầm đã gieo lầm, gieo từ vô lượng kiếp, bây giờ nó trổ đây tiếp tục nữa sao? Tiếp tục nữa sao? Mình không thấy hết hai cái. Mình thấy người ta ác với mình, mình không thấy mình ác với mình muôn vạn lần hơn. Người ta không có lau nước mắt cho mình đâu, mình mới là người lau nước mắt cho mình. Người ta không cho mình sự sống đó, khi người ta dài xéo, người ta hành hạ mình, người ta não hại mình mới cho mình sự sống, mình mới giật mình lên, mình mới an ủi, mình mới nâng đỡ mình ở cái chỗ mình hiểu biết. Mình hiểu biết rằng tất cả những sự đau khổ của mình đều chính là cái sự vùi dập của đời mình không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta học Phật học để thấy cái điều này, để nhận ra cái điều này, mà để ra khỏi cái sự đau khổ, chứ không phải ràng buộc trong cái ái nhiễm của chồng vợ, của gia đình, của con cái. Đạo Phật không có phế bỏ cái tình cảm gia đình, chồng vợ, con cái, không có phế bỏ. Nhưng Đạo Phật nói rằng
chúng ta hãy sống tốt với nhau. Chúng ta phải tạo cái điều kiện mà cái tâm mình đối với người khác cũng thiện lành, mà người khác đối với mình cũng phải thiện lành. Chúng ta là hiền hữu với nhau, còn ác hữu với nhau đó, cắt cái đường ác hữu này đi để tạo cái đường hiền hữu với nhau. Bởi vì từ cái gia đình, từ cái đời sống xã hội làm cái phương tiện để chúng ta tạo phước. Cũng như cái người nghệ sĩ mà không có sàn diễn, không có những người diễn viên với mình, làm sao có thể thể hiện được năng lực của mình. Nhưng chúng ta đây đó là cái người đó, vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn, vừa là diễn viên. Và tất cả những người chung sống với chúng ta đó là những người bạn đồng diễn. Chúng ta phải làm sao để cho cái năng lượng đồng này chúng ta tăng lên, chứ không phải rằng chúng ta để cho những năng lượng xấu này hủy hoại, não hại đời nhau. Cho nên chúng ta chỉ thấy cầm gậy gộc đao trượng để não hại những chúng sinh khác, mà chúng ta không thấy rằng sự não hại đó bắt đầu từ trong mối quan hệ tình cảm thân thiết nhất của chúng ta. Đó là sự não hại kinh khủng nhất, tàn phá nhất mà chúng ta không nhận. Đó là chúng ta vì ái dục mà tâm tối, mà chịu đựng, mà kéo dài. Vì chúng ta ngỡ rằng người hôn phối này là tất cả đời ta. Chúng ta ngỡ rằng con cái là tất cả cuộc đời ta, không chỉ là những người bạn diễn, chỉ là cái vai diễn, chỉ là nhân quả với nhau mà thôi. Hãy thay đổi suy nghĩ và thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, để chúng ta thay đổi đời ta mỗi ngày mỗi an vui hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.